Sáng nay, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Năm 2020, trên quan điểm sức khỏe là một tiêu chuẩn quan trọng trong các tiêu chuẩn của cán bộ, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ đã có những đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ trong hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác. Tại thành phố Đà Nẵng năm qua, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố đã quản lý chặt chẽ việc chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhất là các biện pháp phòng chống COVID-19 cho cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy đến khám. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp cán bộ mắc COVID-19. Năm 2021, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo giám sát, công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc, bảo vệ cán bộ trong tình hình mới.